They do not want smoke with us. They do not want smoke with us. We do not know, we just invoke the best of both, the best of both. Just hope you dope enough. 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 Xin chào các bạn, đang theo dõi channel Chi Sally. Chúng mình đang có mặt tại Penang, là một trong những thành phố rất là đẹp của Malaysia. Và hôm nay thì bọn mình có mặt tại Malaysia để quay một cái shop cho Hôm Nay Ăn Gì và bay cái hãng AirAsia. Đây là lần đầu tiên mà mình bay hãng bay này. AirAsia là một trong những cái hãng bay mà họ khai thác cái đường bay này vào khoảng tầm khung giờ 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Một ngày họ chỉ có một chuyến duy nhất thôi. Và bây giờ thì đã đến nơi và chúng ta sẽ cùng hứa hẹn có những ngày rất là vui ở đây. Let's go! Vé máy bay á, thì mình mua khá là gấp và sát giờ. Đây là 2 chiều, mình mua là 3 triệu rưỡi. Nếu như các bạn mà săn vé máy bay sớm hơn á, thì mình nghĩ là giá nó sẽ rẻ hơn nữa. Di chuyển ở Penang, Malaysia ấy, thì họ sẽ không có khai thác những cái phương tiện di chuyển công cộng, ví dụ như là xe buýt hay là tàu điện ngầm như là những chỗ khác. Thì các bạn nên đi bằng những phương tiện cá nhân. Bọn mình đã về đến phòng khách sạn, trời ơi. Đây là một căn hộ Airbnb và bọn mình thuê được. Đi vào trong đây là phòng khách. Phòng khách rất đẹp luôn, nhìn rất là ấm cúng, cửa sổ ngay bên ngoài mặt đường luôn. Mà cái mức giá lại tốt hơn khi các bạn thuê khách sạn ở trung tâm nha. Có một cái duy nhất mà mình thấy đang có vấn đề là có hai cái thang máy nhỏ. Một cái thì bị hỏng, thành ra là mình đang đi chung với lại cư dân. Thang máy đi khá là lâu. Căn hộ của mình các bạn cũng có thể tham khảo khi mà đến và đang ở đây, mình để ở đây. Giá thuê hơn 8 triệu một tí cho 5 ngày 4 đêm và bọn mình đang ở 5 người. Đây là cái mát ở dưới nhà mình nè mọi người, tên là Haha Mát and Coffee. Trong cái mát này ấy, chỉ mở đến 10 giờ tối thôi và bây giờ là 8 giờ rồi nên là mọi người đang phải tranh thủ. Bọn mình đang chuẩn bị đi ăn một quán là Sammy Feeling. Về bún ở đây bọn mình đang rất là háo hức bởi vì bây giờ là 8 giờ tối rồi và chưa đứa nào ăn gì cả. Khá là đói. Đây là quán Michelin mọi người ạ. Brown Noodle rất là nổi tiếng đấy. Sammy Feeling nè. Ở đây thì sẽ có 3 loại topping này. Đây và mix hai loại với nhau. Họ cũng cắt trứng hoàn chỉ giống như Việt Nam mình. Nó có rất là nhiều topping giống như lúc nãy mình gọi đó. Cái món promi này ấy, nó là cái món màu vàng và cái nước dùng của nó rất là giống bún tôm của Hải Phòng. Mọi người hiểu nôm na là đậm mùi tôm khô và ăn cùng với mì trứng khá là quen thuộc. Nhưng mà cái vị của nó hơi mặn nhá. Còn lâu mi là cái món màu đen này này, nước nó sệt sệt và có cái mùi tỏi băm ở trong đây khá là lạ miệng. Nhưng mà nói chung là nó vẫn không hợp với khẩu vị của mình lắm. Nên là mình chỉ chấm khoảng tầm 6 trên 10 điểm thôi. Và nếu các bạn vẫn muốn thử thì có thể gọi cái tô mix hai vị này, nó sẽ dễ ăn hơn nhiều luôn á. Ngày thứ hai sau khi đã nghỉ ngơi xong thì hôm nay bắt đầu sẽ là những ngày đi quay khá là dày. Bọn mình đang ở một cái khu phức hợp rất là nhiều đồ ăn. Đây là một trong những cái nơi là tổ hợp những cái đồ ăn hoa giá bình dân, nhưng mà mình thấy nó ngon hơn quán hôm qua mình ăn nha. Một trong những cái đặc trưng mà lúc nãy cô ấy nói mình mới biết là ở đây có Milo. Mình thấy cái hủ tiếu cá Việt là ngon nhất nha, bởi vì nó ngọt và cái vị của nó vẫn kiểu người Hoa nấu ấy, người ta nấu rất là cầu kỳ, rất là thơm, rất là ngon. Nhưng mà cái khu ở đây rất là đông nha, rất là đông luôn. Và các cô chú ấy thì thường là sẽ là những người địa phương, những người Hoa, những người địa phương nấu rất là chuẩn vị, nhưng mà họ lại không có nói giỏi tiếng Anh. Các bạn nên đến đây bởi vì mình thấy đồ ăn ở Mã Lai ấy trong đây khá là ngon. Okay. Trong cái khu Escape này, làm rõ cho mọi người khi mà đến đây ấy, nó toàn là những trò cảm giác mạnh thôi. Có một khu nước và một khu khô, hiểu na ná nó giống như đầm sen của mình á. Đây là trò Zip Coaster dài nhất thế giới, một cây mốt. Cái ghế này để đi lên trên lầu cao thôi thì mình mới trượt xuống từ cao xuống. Được một cái là ở trên này mình không cần phải leo cầu thang, mà mỗi lần mà đi ấy, thì sẽ ngồi trên... Ghê vậy mấy má? Nghe tiếng là đi ghê rồi. Wow, đến nắng nha. Các bạn đi đến đây nên bôi kem chống nắng. Các bạn nhìn mặt chúng tôi vẫn là tỉnh đúng không? Đây là chúng tôi trước trò chơi. Khi mà bắt đầu chơi ấy, cái anh ở bên dưới ấy bảo là sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ. Mình tưởng anh trêu thôi, tại vì mình là người nước ngoài. Thì mình cũng bảo là ôi không sao đâu, chờ một tí thôi, chơi vui là được. A few moments later, 2 tiếng chúng tôi đã đến lượt để chơi trò Zip Coaster. Cái trò này nhìn ban đầu nó không có sợ lắm đâu nhá, và nó là nhẹ nhàng tình cảm nhất trong khu rồi, nên là bọn mình mới chọn để đi đấy. Là ít sợ dữ chưa bà. Chán quá, chán quá, đi cho tôi đây, tôi ở đây.
mà đoạn nào mà càng dốc càng cao thì nó phi càng nhanh, mà mình cứ ngồi như kiểu đồng hồ quả lắc thôi, mình hét mà không còn sức để hét nữa. Các bạn nhìn thấy cuội ở đằng sau mình mà nó lắc như cái đồng hồ là các bạn biết rồi đấy, cực kỳ sợ bởi vì nó nhanh lắm. Nhưng mà càng về cuối thì nó càng chậm lại nha, và mình đi xong thì muốn chơi nữa. Tới cái trò bung dây thì lại thêm một cái trò nữa là máu liều nên mới chơi. Và lúc chuẩn bị chơi thì chị này chị hỏi mình là mình ở đâu, mình bảo là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái chị bảo là tao sẽ bố mày về lại thành phố Hồ Chí Minh nhà mày nha. Thế là thấy có điểm rồi. Ai dè làm thật luôn, cảm giác mà lộn xuống nó thật sự rất là trò trượt phao này ít sợ nhất nhưng mà nó vui nhất này, bởi vì chơi theo của đồng đội, hết thì cùng hết, nó sẽ rất là trơn và lao xuống một phát luôn, cũng sẽ giống như là có những cái khúc quanh co mọi người. Nói chung là trò này vui. Mình đã gọi ra một cái hot dog classic nhưng mà mình không biết là nó có hành tây. Ê em đổi chị đi. Ở trong đây nó có hành tây không? Còn chiến thuật này không biết là do mình gà hay như thế nào nhưng mà nhìn khá là dễ, mọi người chơi cũng rất là nhanh chóng. Nhưng mà tới mình chơi thì nó lại tốn năng lượng bởi vì cái sàn này nó trơn lắm và khó điều khiển chân của mình, nên là lết mãn xuống là tới nơi ấy. Đây là chúng tôi sau khi chơi. Mệt quá, thở ra hơi nữa. Chơi suốt từ 12 giờ trưa đến bây giờ 6 giờ tối rồi, trời vẫn còn sáng nhưng mà chúng tôi đã mệt. Bây giờ về đi ăn nè mọi người. Cùng lúc đấy thì Hưng với Dâu Tây đang ở trong vườn bướm của Entopia thì cái khu này cũng vui nha. Nhưng mà Dâu thì đi một nửa là ngủ rồi. Và những bạn nào mà thích kiểu chill chill, chụp ảnh, mặc đồ đẹp, thức tha đi ngắm bướm thì chỗ này rất là ok, bởi vì bướm bướm ở đấy rất là rạng người và nó to đẹp, nhìn màu sắc rực rỡ và có cái tiết mục xem phim mình nghĩ là các bạn trẻ con sẽ rất là thích. Sau khi đi chơi về thì bọn mình phê quá, nằm ngủ đến 8 giờ tối và bắt đầu tối mò ra chợ đêm ăn. Bọn mình đã vô tình tìm được một cái chợ hải sản tên là Fisherman World Food, đối với mình là một cái khu chợ khá là sạch sẽ, đẹp và nhiều đồ ăn ngon với mức giá khá là ổn. Mình thấy ngoại trừ những người dân địa phương ăn ở đây thì người nước ngoài đến đây ăn cũng rất là nhiều. Cái nồi lẩu hải sản này ấy, mình nhớ là giá khá là ổn và dành cho 4 người ăn là no luôn. Có rất là nhiều topping hải sản tươi, ngon và khá là lạ, ví dụ như sò điệp nè. Nói chung đây là cái chuyến đi mà mở mang đầu óc của mình rất là nhiều, bởi vì mình không nghĩ là Mã Lai lại vui như thế. Ở Mã Lai ấy, đồ ăn ok và giá thành thì lại rất là rẻ. Trong cái khu phố cổ này có hai quán rất nổi tiếng, chính là quán Thai Oyster qua hàu chiên và bên kia là có một quán chè. Và đây là món laksa. Món laksa này đặt Michelin. Đấy, cái chiên chiên này là thịt gà, dưới mà nó sốt, ở trên sẽ có đậu phộng này, dưa leo bào và bột mến tắc. Đây là hàu chiên trứng thì phải. Quay cái món này nhớ rất ngon nha. Sẽ đi kèm đây là một cái loại tương ớt nhìn giống như là tương phí nguội ở kia. Đây, cái món hàu chiên trứng này á, bột nó phải kiểu gì á, nó sẽ hơi dai dai mềm mềm. Hàu chiên trứng là đắt nhất 16 ring. Cái laksa này là 10 ringgit, lại giống với lại bún bò, với lại cái vị chua ngọt của bún Thái. Món này nó chua và lạ nhưng mà mình thích món này nhất. Gỏi gà chiên, nhưng mà đúng là giống cái mùi cà ri đó, cái mùi cà ri của Mã Lai đó. Và ăn cùng với lại trứng luộc, gà chiên. Nhưng mà mình đang thấy là nó đang hơi bị nhạt nhạt, tức là trong đầu mình khi mà nó đến ngọt thì mình thích những cái vị mà nó hơi kiểu cái vị giác một tí, kiểu chua, cay, mặn, ngọt. Cái này thì các bạn hơi thanh thanh, nhạt nhạt. Nói chung là cùng một quán thì các bạn có thể ăn được rất là nhiều món ăn khác nhau. Và đặc biệt khi mà ăn xong đồ ăn mặn ở trong đây thì các bạn ra ngoài ăn chè. Chè có một cái hàng chè tên là Chendu thì phải rất là đông khách. Rất não luôn, chân luôn, tay luôn đó mọi người. Và những cái hố chè này nhìn rất ngon nha. Nhìn nó đầy ngợp và nhưng mà họ kêu và rất nhanh bởi vì khách đến lúc nào cũng đông. Đây là tên của quán. Enauro Famous Cheo Chendu. Và cái lúc mà xem topping ấy, mình thấy là nó cũng khá là lạ bởi vì nhìn nó cũng giống với lại những hòn chè ở Việt Nam. Khi mà ăn cái loại này ấy, thì đúng là chè đậu bánh lọt như bình thường mà mình hay ăn. Nhưng mà nó có cái mùi đường đen rất là thơm. Đây là tàu phớ và nước đậu nành nằm ở một cái quán Wonki. Ok. Đó. Thật ra cái món này được một cái là rất là thích ăn nóng và nhìn nó cũng gần gũi. Cũng ngon nha, nó thanh thanh hơn chứ nó không có bị gọt cắt. Kiểu thanh thanh. Mọi mình đang có mặt tại Wonder Food. Trong cái bảo tàng này á, có rất là nhiều những cái món ăn đặc trưng của người Phơ Nang, người Malaysia được trưng bày bằng mô hình
để cho các bạn chụp ảnh, các bạn khám phá những cái nền ẩm thực rất là đặc trưng của Penang. Thành phố Penang là một trong những khu mà gọi là thiên đường ăn uống của Malaysia, có rất là nhiều quán được Michelin ở đây. Đừng hỏi tôi là ai nha, tôi là em gái của Aquaman, tôi tên là Aquario. Sau đó thì bọn mình lại đi vào trong. Nói chung là cứ lang thang ở trong cái phố cổ này cũng rất là thú vị, tìm được khá là nhiều thứ hay ho xinh xinh. Rất nhiều bách khoa luôn. Một trong những cái chỗ mà mình nghĩ các bạn khi mà đến Penang nên đi chính là cái khu graffiti này. Bởi vì họ vẽ lên tường ở cái khu phố cổ này rất là nhiều, và từng ngóc ngách sẽ có những cái bức họa đặc trưng gắn liền với thời gian rất là nhiều năm ở đây rồi. Có những cái bức họa thì nó đã phai màu và nó không còn giữ nguyên trạng nữa. Mỗi tội là khi mà mình đi này thì nắng rất là nắng. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mà mình cảm thấy là Penang nó nắng như thế. Mình thấy nó cũng nóng nhưng mà nó lại không có nắng gắt như thế này. Wow, tô mì khổng lồ 2 phát đã ra. Rồi sao kêu giảm cân? Thì ăn hết đi rồi về giảm sau. Giảm cân rồi sao kêu ăn cái cô kêu cái tô cho bự như vậy, người ta ăn một tô nhỏ được rồi. Có loại mì siêu cay, ít cay, và cái loại này là loại không cay. Quán này có tên là Chill Chatty Big Bowl Noodle. Và nó nằm ở gần cái chỗ tường Gravity, lúc nãy cái phố cổ luôn đó mọi người. Nên là từ cái chỗ đấy thì bọn mình đi bộ ra đây luôn. Tới mà là nhớ ghé cái này nha, tới Penang nhớ ghé nha. Đây là một trong những cái nơi mà nên ghé khi mà tới Penang luôn á. Vào ngày thứ ba này thì mình cũng chia đôi lịch trình luôn. Bên mình thì sẽ đi những cái khu đặc trưng của Penang. Hưng thì đi một cái khu trung tâm thương mại tên là The Top, có rất là nhiều những cái trò chơi, ví dụ như là thủy cung nè, bảo tàng tượng sáp, hoặc là khu trưng bày khủng long hay gọi là bảo tàng khủng long Jurassic World ấy. Thì những cái mô hình khủng long và thủy cung ở đây cũng rất là hay. Cuối cùng cũng xong ngày thứ ba ở Penang. Hôm nay thì bọn mình đã quay xong tất cả các quán ăn và những địa điểm du lịch. Và ngày mai là ngày thứ tư ở Penang thì bọn mình tự dành cho mình một cái khoảng thời gian để tự đi tự do. Chơi xong thì bọn mình có hẹn nhau đến một cái chợ đêm Gunny Gray Hawker Center. Nhưng mà hôm này thì lại bị mắc mưa, thành ra là 10 giờ là kẹt chợ luôn. Nhưng mà nói chung là đây là một cái chợ đêm cũng có rất là nhiều đồ ăn, thì có thể đi ghé qua chợ đêm này để tham khảo thử về đồ ăn địa phương ở đây. Đây là trái cây lắc mua ở chợ lúc nãy. Nghe bảo là trái cây này lắc rất là ngon, và có một chú gốc Việt bán cái món này. Sau khi đã đi quay liên tục 2 ngày thì ngày thứ tư bọn mình dành cho cái việc mà đi chơi tự do, khám phá Penang một mình và đi mua đồ lưu niệm về làm quà. Buổi sáng ấy, bọn mình có đi một cái chợ sầu riêng rất là đặc sản ở Malaysia, là sầu riêng Musangking. Và đây là một cái khu chuyên bán sầu riêng. Sầu riêng Musangking. Thật ra ấy, ở đây có hai loại mà bây giờ mình mới biết là Musangking và Musangqueen. Khi mà đến là tầm trưa nhưng mà mọi người đến mua rất là đông và có thể ngồi tại chỗ ăn luôn. Nè nè, nó vàng âu à, nó vàng lắm và rất thơm nha, rất là thơm. Đây là một cái khu chợ mà toàn bán sầu riêng thôi. Rất mềm, rất mịn và rất thơm luôn. Và cái vị ngọt của nó không hề bị gắt nha, rất là ngọt. Nhưng mà nó vẫn hơi kiểu nhẹ, chứ nó không phải là ngọt gắt. Sau khi đi chợ sầu riêng về thì bọn mình đã có mặt tại một cái trung tâm thương mại Gunny Plaza. Thì cuối cùng sau khi cân nhắc, bọn mình đã ăn đi khu ở đây. Mấy hôm nay ăn món địa phương khá là nhiều rồi nên là muốn ăn một cái món nào đấy quen thuộc. Và nó nóng hổi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Và bọn mình đã gọi ra rất là nhiều sẻ long bao nước, gà, luộc, mì sẻ long bao. Đây là những cái sừng hấp rất là đặc trưng này, loại tôm, thịt. Voila, mình đã chuẩn bị lên top of Penang. Và một vé này ở trên tầng 68 của top of Penang thì sẽ có mức giá là, tính cái tiền Việt là 350. 360.000 một vé. Và nhà rất là cao và nhìn thẳng xuống Penang ở bên dưới cực kỳ, rất là đẹp. Đây là biểu tượng của Penang này mọi người, cầu kính cầu vòng. Và cái vòm này ấy, là một cái khu kính nhô ra ngoài khỏi cái tòa nhà 68 tầng này. Phong Hay Hot Pot là một trong cái hàng lẩu ở khu này, nhìn rất là đẹp và đông người ăn nha. Bây giờ là tối rồi nhưng mà vẫn rất là đông. Đây thì ở trong đây là menu, có những cái set lẩu thịt, lẩu hải sản và những cái đồ gọi thêm, những cái loại nước lẩu. Thì bọn mình đã gọi ra phần thịt.
Ngày cuối cùng, ngày thứ 5 phải sắp đồ trước để về Việt Nam vào lúc 8 giờ sáng ra sân bay. Qua kinh nghiệm đời này của mình ấy, đi 5 ngày 4 đêm thì mỗi người sẽ rơi vào khoảng tầm 5 triệu cho tất cả ăn uống, đi lại ở khách sạn đẹp luôn. Chưa tính tiền vé máy bay nhá. Nên các bạn hoàn toàn có thể lên list để đi cùng với bạn bè, gia đình Mã Lai rất là hợp lý. Tại bên Mã Lai, hẹn gặp lại bên Nang trong một chuyến đi gần nhất.